是在天。当万物不再是沉默，谁给我一个梦，梦中有一片天空，告诉我生命的颜色，从此告别所有寂寞，等待每天日升日落。当鲜血掩盖了天，当华夏寻找真的英雄，谁给我一把剑，剑指向一条出路，告诉我要笑着走过。刀剑相约一生，蝴蝶飞不过苍穹。啊啊，等待流星划过沧海桑田，冰雷湖南岸边，湖南刀剑划过，一人留下千年的思念。纵然远古天边，谁在歌唱纪念一落一世的缠绵，你我的眼神爱恋。等待流星划过沧海桑田，冰雷湖南岸边，无奈刀剑划过，依然留下千年的思念。纵然远古天边，谁在歌唱纪念一落一世的缠绵，你我的眼神爱thiệt là lạ. Nó hại ngươi ra nông nỗi này. Nè, ta chỉ rạch cày gương mặt của nó thôi, quỷ dung của nó, để cho ngươi hả giận. Có cái gì không tốt? Trước kia người ta ăn hiếp ta rất nhiều, nếu người nào người nấy ta cũng đều phải trả thù, chừng nào mới báo thù hết. Hơn nữa người ta có lỗi với cô thì cô đánh họ giết họ, như vậy tốt à? Cô nói đi, suốt đời chỉ vì đánh đánh giết giết, có ý nghĩa gì đâu? Nè, ngươi học võ không phải là gì để trả thù. Vậy ngươi học để làm gì? Học để biết võ công, dù có người tới hại ta, ta cũng biết tự bảo vệ. Khâm phục, khâm phục. Ngươi rất là tốt, tốt quá. Nha, ngươi tốt quá. Hey, cha, cha. Là ai? Này thì là quen mặt. Chính là nó. Chung sư muội, võ công của con nhà đầu này sắp quái lạ. Hả? Thì ra cũng là con gái của thuyền gia ở Hát Thủy Trung, Chu Chỉ Nhược, Chu cô nương. Hỏi quý tánh đại danh của hai vị, sao lại đánh sư tỷ của tôi bị thương? Sư tỷ của cô dùng chưởng đánh xa lưng ta, tự đánh gãy bàn tay của mình, không lẽ trách ta? Dẫn hành họ về, chờ sư phụ xử xét. Sư tỷ, nếu như họ không phải cố tình đả thương tới sư tỷ, theo như ý của tiểu muội, hay là quá địch thành bạn, bỏ qua đi. Cái gì? Muội binh cho người ngoài. Tiểu muội tuân lời của sư tỷ, không dám cãi. Được, muội hãy bắt con nhà đầu đó lại, đánh gãy hai bàn tay của nó. Dạ. Hả cô? Vậy thì tiểu muội xin thỉnh giáo với tỷ tỷ. Hey. 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 Hey.
rất lợi hại. Nếu ta luyện giỏi thêm một chút, hôm nay ngươi sẽ mất mạng. Có sao hay không? Sư muội. Sư muội, có sao hay không? Muội không sao. Chúng ta đi. Bị điên hả? Nhìn thấy người ta đẹp thì mất hồn mất vía hết. Người thấy nó không chết, coi người mừng đến nỗi kìa. Thấy người là người tha lòng. Ta bởi vì cô mới cười vậy thì sao? Mắc mới gì? Có chứ sao không? Hồi nãy người còn nói là cưới ta làm vợ. Người nói xong chưa được nửa ngày thấy người đó tai lòng. Người để ý tới người ta. Ta như vậy là vì cô nói ta không xứng với cô. Cô còn nói sẽ không lấy ta. Cô nói đó. Đúng. Nhưng ngươi cũng hứa với ta, đối với ta tốt suốt đời, sẽ chăm sóc cho ta suốt đời đó. Là bởi vì phải, ta nói đó. Nếu là vậy, tại sao ngươi mất hồn mất vía? Ai mất hồn mất vía? Thì tức chết. Ta không cho ngươi thích nó. Ta không cho ngươi nghĩ tới nó. Nếu ngươi còn nghĩ tới, ta sẽ cắn chết người. Ta cắn người chết được. Ta cắn người chết. Cắn người chết. Cắn người. Cắn người. Ta không có. Ta không có tất cổ. Ta không có tất cổ. Lòng của cô cũng nhớ tới người khác thôi. Nhớ nhung người ta không quên. Ta là ta quen với ảnh trước. Nếu ta quen với người trước thì ta cũng đối với người tốt suốt đời. Ta sẽ không nghĩ tới người khác. Cái này kêu là trung thành một lòng. Một người nếu như một lòng hai dạ thì thiên lý bất dung. Thiên lý bất dung. Thiên lý bất dung. Được rồi. Thiên lý bất dung. Bất dung. Ta thiệt tình là không biết thực ra tình lại của cô đối với cô tốt cỡ nào. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tới hắn. Anh có cái gì không tốt ta cũng không nói ra. Người nói coi mình kiếm được ảnh không. Ảnh gặp ta rồi thì ảnh có đánh ta không? Có cắn ta không? Nếu như có một người quan tâm cho ta giống như cũ, nhớ ta như cũ, cho dù khi ta chết sớm ta cũng thấy vui. Hay à? Hả? Mình phải đi. Chuyện gì? Hồi nãy Đinh Mãn Quân mở miệng ra nói đòi bắt ta đi gặp sư phụ của nó. Việc từ sư thái nhất định ở gần đây. Đi. Đi mau. Hey. Cô làm gì vậy? Cô lấy cái này ra làm gì? Ngươi đi không được thì ta làm chiếc xe kéo cho ngươi lên ngồi. Sao ngươi nặng quá vậy? Nặng giống như con heo. Hãy thả ta xuống. Thả ngươi xuống, ngươi đi được hay sao? Ngươi còn nhớ ta đối với ngươi tốt cỡ nào thì được rồi. Ê cái gì? Nghĩ mệt một lát đi. Ta có tên mà. Cô đâu nói cho ta biết cô tên gì? Thôi được, ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tên là Thù Nhi. Thù Nhi? Trân Châu? Hey, không phải là Trân Châu. Cũng tốt lắm chứ. Trân Châu bảo bối. Nha, không phải là Trân Châu mà là con nhện nhện độc. Hả? Độc? Hey, có ai mà dùng chữ này đặt tên? Cái gì? Ta là Thù Nhi. Nếu như ngươi sợ thì đừng có kêu. Là cha của cô đặt cho cô hả? Đương nhiên không phải. Hả? Nếu là ông đặt, ta đâu có thèm dùng. Là mẹ ta đặt, còn dạy cho ta luyện thiên thù dạng độc thủ nên mới lấy chữ thù này đặt cho ta. Thiên thù dạng độc thủ? Ừ.
Từ nhỏ ta đã bắt đầu luyện, nhưng mà còn phải luyện dài dài nữa. Ngươi coi nè, chờ ta luyện thành thiên thù văn độc thủ, không còn sợ bà già dị tự sư thái đó nữa đâu. Nhìn nhện bông, cổ dùng hai con nhìn nhện bông này hút máu của cổ để mà sống, rồi vận chuyển huyết mạch, sau đó hút chất độc trên người của nhìn nhện bông vào thể nội của cổ, thì ra gương mặt của cổ là